Và sau đây cũng ổn sạch một đoạn tiết và trên thế này dân sắc xa này mê đình tiết bấy để tương tự năng administrator administration để tương tự năng admin AD administration và cứ dân làm lại với nông ca cực cực OU OU màu biệt thá organization unit và mình này thay dân bằng ca trên là group group nó có nông ca management user em xem. Ok cháy nhóm mừng hai anh ta website để dân ai mơ một time môn được nhóm ăn vót nhóm tay này cho là website nữa là mấy ai dân mơ được nông ca tầm lang AD em xem và cao bây giờ tầm lang AD hỏi cứ mình này thá window bao giờ nữa ban ta hơi thả tới chia domain controller rồi hỏi và chẳng tế cứ dương thử ta che bằng cái nữ OU rồi có cái hơi thả DC và DC DC nó mau bây giờ domain controller nữa và account mau viết để dương ai congregation mình này thay dương bằng cách chỉ là cái nặng group group rồi có hai ta OU nữa mà vốn là cái nông OU nó dương ai và cả object chỉ cho ra tiền mà được cái nông group này miền contact miền computer miền group miền printer FC được cái nông cả share tất cả client bao dương và chắc cái nông mê riêng còn trong hai cái nông cả bằng cả object và object nó cứ tạo từ lời user rồi có group nơi các nông ca prapra sức từ tam folder xem xét đá admin trên nhà xe ở của ta nơi bê đại dương đồng lãng Windows Server rồi có cả Domain Controller rồi hỏi cứ dương thở ta miền policy mỗi đồng bay group grown là user đại connect rồi có hai join domain màu cắn server và chẳng mê đi cứ dùng dây để tương tự nâng ca bằng ca nơi structure là chân án support này OU create OU xem xe nữa và chân thời ta riêng cho biết tam structure và chrome hôn ô chrome hôn mùi mùi và xin chia admin structure cho bà lo thế cứ ca nghĩa vi flu tam nâng chân xâm rạp ca riêng cho OU xem xe cứ chân rực con nạ tự ngọc ní riêng cho tam ca nghĩa chạy sẽ và ca nghĩa chạy sẽ dương ai mơ mê riêng nâng một thêm hãy dương nâng cho tất cả nó một thêm đồng của mê riêng miền tàng slide miền tàng mê riêng chẳng nè tự ọc này ai mơ một thêm tới hãy chi dìm nâng cả nông ca ăn vọt của xong khâm ta không dựa trơn nè tự ọc này ai ran rùi nâng Windows Server của ní dân còn để cho đồng nạc ca tích tích nơi lối tế của dương nơi configuration file server xem xem tiền ok chắc nhanh cho từ run Windows server và đó mà cứ run client xâm lập tế nhé từ mình ta xâm lập client nè tặng ọc này giờ Windows server các bạn rồi có 10 các bạn còn đây nè có nông ca ô tô hồ này cực nhóm nhiều Windows 10 làm bây chìa ca ô tô hồ tế khi ai chưa được nơi OS nào mới đã mà xin nhận được học này ai rút rồi cho cơ cả hai thao đầm là ca sử dụng của cả xin tiếp dân đã OS phu phu tới cứ việc kèm bảo tất kèm bảo tất kèm chẳng thử ở dân thuyền tròn là con cá testing này những cái chữ ca testing này là VMware và nên các bạn ai install nó lơ VirtualBox các bạn này VirtualBox và tự tự VirtualBox của sửa lại sửa lại chuyện chế pra thế và ok cho những sign in nếu các bạn sign in nhóm vật chế nếu các bạn viên vẽ dựng ai ra control L insert nhé mà dựng ra control L delete vì ai bắt vào đời real window bao giờ ok chứ dân cho được cái nông server manager để hỏi của nó cái nông ca install rồi có lúc xem xét cứ viên là cái nông server manager nó cứ sống khăn và
Vẫn tại cloud bây giờ install job vì ở nơi trong server manager tiếp đi. Cứ viên ở trong tool. Và nếu cứ dùng install job này, điện S. Hay nâng switch button tiếp chăm dùng install tam cloud. Để tương đi HP, FMC, remote desktop, FMC, dùng install tam cloud này. Chẳng. Nhưng còn trong hai tháng là bây giờ dùng install job cứ viết thất nơi trong tool. Và cứ dùng dùng AD computer nâng tới. Rồi cô hạ ta. Và Active Directory cũng tới dân khơi domain bao dưới này. Và tầng ổn cứ ô dữ để dân ở toàn bàn bậc cáo thì chẳng dân check mơ tha miền user, bia in user domain. Và nếu không nâng miền ạc là. Và ta user miền ạc là. Nè, dân ở toàn bàn bậc cáo thế nè. Và dân ạc cáo click lên này các bạn, click lên user rồi có group của bạn này. Và rồi có click hàng sản thám dấu new user rồi có new group bên này. Và đây khả năng cô hôm nay cứ dừng tới riêng trong OU structure về sân. Cứ dừng click nơi lưu domain. Mình này ta click hàng sản thám. Hãy create dấu new OU. Và dừng ai mơ và thay em tiết. Để khả năng nó viên miền ấy khá. Và viên miền computer, viên miền contact, miền group, miền không miền trang. Và chẳng ở tầng on nó cứ việc ban chạy tới tam OU rồi còn group mỗi mũi để dự bàn và bàn cả hai thạc ca riêng trong tục môn và chẳng những dừng ai bạc ca OU môn kê đấy và create dọc việc thả OU cứ organization unit và dừng dọc OU mà hãy xong phải chạy nợ bên đặc kênh dừng create OU hỏi và xong thì dừng ọt đọt thực tế chẳng dương âm nộp để call FMC dương ở đây delete mà này chẳng thịt nó mới ta protect mình ơi delete đấy và chẳng dương đó ai đó thịt tranh tới cả này dương khó dương ai lục bị cài phải ô dù bao nhiêu nhóm đặt IT team nhé bên miền ô dù cho là tam department FMC là dương bàn thuộc cả chạy sáng rồi có cả cả chrome tốt bao nhiêu dương ai có cả chào mọi người và chân là con OU nâng tay chân ai bà các bạn ấy tiền viên viên cả contact Google group Google A ban đôi kia chân chân dân vô lấy cả nạp bà các OU hát đôi chứ bà các group chân và group Telegram và one to one và có one to group FMC nâng mình này thà bà các OU hỏi shop viên đồng thà IT miền OU nâng 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 vào màn thiết rồi có cái miền department mà tiết hỏi về miền thanh an được chrome từ tám OU nó mùi mùi còn mà tiết và chẳng để chạy một với cứ OU nó cứ hạ đôi chi hương bằng cả group nơi khả nông cả riêng chom rồi qua group rồi sử mà chực nơi khả nông đi bao giờ nhận chẳng nên trong một ban bằng cả OU to tiết chứ những ai bằng cả user tầm đó mình thấy ta nơi khả nông cả bằng cả user rồi có cả group nơi khả năng tiết các bạn nhé và thấy là dùng cả user sang và còn là click cancel năm dựng nhiều mà và dựng nhiều hay dùng cả group tiết các bạn đấy nhưng cho tôi khả năng group dùng ai đặt group cái level admin và level admin rồi có level cái ta IT officer rồi level assistant FMC này nhưng còn là ta mới ra đặt IT staff và nếu và tạm thời là Chrome viên miền admin viên miền IT officer viên miền assistant FMC và là dân ai chưa rồi phải đặt luôn ai nhé và chẳng là con ông group scope với ta dân start là con ông hay kì chẳng dừng ai giờ đi phô về tới cái nông lục bó nên security thì lại trên mắt và ai là cái nông group nấn dừng ai add user chỉ tràn cho được cái nông nâng và rồi coi dừng create hàng kéo create user hàng kéo hết từ add từ cái nông member của bạn đấy đôi khi thế và cả user mỗi mắt nhằm testing user mình đang khi ông còn đặt user one user two và đang nghe và đang xem bài chia sẻ đây cứ tạm cầm hôn của viên user bật bật con và lấy cái nông cả và
Khi đã user và đã click all mùi ấy chẳng chẳng ai cài về tam cả rồi bạn ai xem ra password dương ai đọc thích thằng lớn hay đã thích thằng crown p đã mày tìm mũi cannot change và tp password never expire việc bất chỉ up ban men đây sẽ tại vì requirement tại tôn tên nâng complexity password kể hai thật trời cả strong password và chẳng nhầm cho bị chạy cái này nên ông tiết cứ password chừng confirm về tới hai năm mùa tiết cứ đọ thịt à lơ rồi cả crown một phần chẳng tới của dân mới vì miền account is bought hai nâng à lơ cái đã dùng mà chèn the next login chẳng là bê đi dân login được đó thì tới cả chèn hoặc chẳng vừa rụng khan chẳng nhầm thịt à à khan cả đá pi nâng bảo bảo này ok chẳng mạnh đại sao thì vì mistake tìm chí strong password chẳng ai đã strong password strong password mình sẽ thông mà sẽ tối lên thì mình sẽ nhảy xe này ok ok bạn đã ra cho dương đã strong password cho tam requirement của vì tiết tiết dương nên tờ riêng đó strong password nữa anh ấy dùng 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 bị ca add members mình đây tha nó bây giờ nó có group IT mùi ta vì mình member rồi có mình user của mình chứ add cho tam này nè nó có nông IT bởi dương dạy về IT vì mình khang program vì mình khang network rồi có technical rồi có support rồi có xem cho nên chẳng chẳng dương add cho tam group mùi mùi rồi có tam cả hai thà OU mùi mùi tới và nếu cứ vì ở bán thì đại gia tại coach mua và của vì ở toàn bán cái mua của nó bên này không xem mấy ở miền oi cho những check mà cho được không user và ní use one no user ok nhưng ai check người ta đã on nó và time on và ra với call mình mà tạo mấy những add member vì rename về và rename về các bạn rồi có click double click lên về pi đó các bạn này và này thì pi đó tới viên chain mới những ai cài private bạn chừng ai chơi rồi đùm màn fcmc bạn ok prompt thì nó hay dùng member of và add trong viết thật là có nóng domain user của user bao nhiêu miền domain user local user miền billion user và chắc nhầm trong add video cho các nông add video cho các nông IT staff như cái cao ưu tả hóa thế và đại dương ai bắt cao group bí trai cho các nông nâng và chắc add video mà và đại dương bài add cho các nông member of các bạn vừa thời gian này việc check tới việc và dương ai cho thầm member of có bán mình lại ta vì nè nó cứ not found là sao tại mình ấp bán là refresh là bây giờ dương chê cái dương thời gian đi refresh về bà nhập member of đó ai dương add check với các bạn mà sao dương score cho bác dương tôi xây cho thầm đó và đang bây giờ ở cho bác thế nhỉ vì trên user one cứ domain về bị chạy domain càng cao và chẳng add cho hay dân pro thì lừa ở nâng máu hay cho mơ mềm mở up ta viết start được nóng group mơ nà và nếu cứ viết start được nóng IT group và chẳng những ai add on process ấy ở vì xem xếng tự tam và dương trong process ở user mùi mùi của level này user dương bàn riêng trọng hỏi ấy xâm rạp cầm nọt từ level này user mùi mùi thà admin set cho thầm na installation rồi có admin set thầm read at I read write rồi có còn thầm modify a bàn ếp xem xem chẳng chẳng add on việc bạp này ok nế cứ còn trong một chạy thà dương bàn add via từ khả nông admin từ khả nông và dương ai lục chào em xem xin ai bắt cá user một chiếc còn gì testing thế và dương ai bắt cá user cho ra là ta làm bài cả bao nhiêu ok cá user một chiếc đã user 2
Vì nơi ta tìm tìa strong password và nơi dương tự đọc strong password từng ọc nghĩa. Chỉ tụ tơ user ọt chô chật prapra strong password để vô việc complex mình thật sống mạng. Và chả ní đại đại tệ tương prapra thạch em xem xem. Và nhằm xong dạy nó tiết tệ tương ca prapra strong password vì chỉ ca security bật mến bật tay user mà chìm nguồn cứ ọt chô chật đi. Vô đời xa tại vì pra lệch ạ xô xô tôi xô thông đi mất nhà em xem xem bật tay. Xâm rạp ở cái hai tha low password vĩnh admin em bãi đại lệch muối rồi có mình đặt các bán rồi có đặt lệnh mũi lệnh phí lệnh bấy ta vẫn đang cứ user cho chất ở vậy đấy easy easy và cho chất ở vậy đấy clay clay và đấy admin smart view ok chắc nhâm châu mà không group policy này đồng bấy cái việc tha cái lại nữa đấy việc bật nữ và bật nữ strong password mình chắc như còn là châu quá tại tương tự nâng domain bao dưỡng giờ default mà hãy click hành slam giờ việc thả edit tập mới dưỡng châu từ khả năng computer nét computer configuration giờ policy giờ window setting chẳng dưỡng nâng khơi security setting này miền tràn mình tên registry em xem tràn bởi đây là dưỡng đọc ra từ mùi cốt cứ account policy cho được không account policy tới dương được khơi miền trang tiết và đã dương dấu password policy và chẳng dương mơ được ngọt ní kê nhé tệ tương 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 and for history cứ vi trong trang bàn nằm phải buồn password remember mình là remember phải buồn password hay minimum 8 một tháng ngày mà mong ấy sai được 2 tháng ngày hay password lên với đồ hồ đọc per character và chẳng bởi cana dân đặc khẩu nó cứ ọt ba này và hai mối tiết cứ password must meet complexity required cái dưỡng disable với cháu đó cầm ỏi đi tiền và cái nông đã disable nhưng còn double click rồi có click hàng đám pro thì có viên máu cứ mà chẳng riêng ai lục về cháu tại tường strong password đặt lên số nó cứ nè tại tường cứ no password required và tiếp tại tường tình hình password ok cái nhé must be changed after chẳng như mà chứ dương đã sồn cứ limit em nào hay dương ai châu mà mơ con ông nít trả tương tự nâng ta lục ạch bằng time là con ông ca setting password nè bà chẳng châu đoàn tiếp cứ dương dọc sồn cứ bà cứ password can be changed cả anh ấy cứ sồn nữa kìa cứ cái hạt đặt password via expire size up ngay nè chắc mà sân dân đã xôn thức vui vui lên expire vậy chẳng hãy bật xâm rạp user mà chúng muốn là phê con lọc in tức tay đại ở đồ password được có expire xem xếng cứ sai sắp đi ngày và sai sắp đi ngày mà đã xôn thức có mọi mà đã xôn thức cứ password will not expire chẳng vậy này xâm rạp history có đôi khi đây mình này thà we keep nó cache memory trong trang là history nó là hồ đó mà phải buồn password và chẳng những đã sâu này tới cứ ghi lên bà rõm tại tâm năng history cứ ghi lên keep history này ngay để ai đã sâu này do not keep password history và chẳng rồi nhé bà đá bà toa pin năng mất su tha ta dương ai tờ bà khá đủ sở bà nờ và dương thật update và viết cứ viên comment thả GP update đâm bày refresh policy và viên Swissma đang restart đấy và này dương công restart cứ dương còn refresh policy và viên thứ ba này và sân dương restart viết thời dùng này ví dụ của computer server viết thời cả stop service start service ấy bị ảnh dụ và nick cứ refresh policy và viết về update chẳng ấy ok dân châu tại bậc cả user mà đầu tiên và chấm mới đặt password cái hello password bạn ở và bản thân up bạn này từ up này ai cho check nên mà đầu tiên rồi có bờ mình refresh thuộc chế tới những ai restart PC rồi có server tại một đó
và còn đấy thì tôi tới chứ còn là refresh GP update nên thấy viên đang refresh policy update này này và chắc nhầm được card user 2 mà đầu tiết đau đã password lệnh mùi đấy lệnh mùi biết tài chỉ lộ password đấy mình bài smoke smile được bao nhiêu còn tại chia đồng rồi ca vào admin cứ cho our user từ off cứ prapra strong password ok finish chụp chạy nhé và chẳng những đặt password lệnh mùi được có password clay clay tới với ai này. Chẳng lẽ vì upon min member đây chẳng những ai add vì tài chỉ member mùi nè IT staff và rất công member of say và đã lấy cho một bông đặt tài IT staff nhưng ai châu được không nào đó. Và check mơ IT staff này nè nhưng anh ghi thêm đó có bán nó dục à có lại file nào đó vì lươn chuyện và cái này dừng scroll rồi chẳng dục và member ok vì start được con member tại mũi và ok chẳng phải tòa bây giờ là bà ca user của OU structure rồi áo nhưng ai cho từ testing user nâng còn đây còn là tha một nâng testing user nâng bán lưu ca tại PC bao nhiêu join domain chỉ muốn dân nhé và bà tòa bây giờ bà ca structure bị chọn hóa nhưng ai cho từ join domain bán khi anh chẳng còn là check mơ tệ tương đơn IT team tại vì mình user nạp là hai viết thật được khăn nóng member mùi nà ok chẳng gọi là ta mê đi nâng cứ dạy tệ tương OU hay đang dừng testing cho mùi nâng ca share folder tệ can user mùi nà để dừng chọn share và can everyone mình là ta user để log in cho tới khơi folder bởi dưỡng phần tác bởi dưỡng dừng share specific tệ can user 1 cứ từ ban từ user của nè và trên những ai cho từ share testing của bạn và những ai bật card folder mỗi móc là máy share nhâm đặt IT team từ đài nữa và tạo móc ai click hàng slam của bạn và rồi có click share vào tầm đó các bạn và đã click hàng snap pro thì có option chữ chat để con cá check về để tờ nâng permission mà chụp nguồn và everyone know thật lục chào và đã chừng add user chosen của cana everyone cứ folder từng on nâng cứ mơ bàn cục cục này nên ai full và full control mình nên ta user mùa nước về admin của FCMC bạn chẳng dừng check ắt khởi để sang nhóm sẽ có và chẳng cancel check một đầu tiết cứ time on á nó bị để check tới khởi về user mùi nó start được nóng domain mùi này nè yeah. User one at au dot edu dot kn được như dương và gmail và domain FCMC nhé và dừng ai check bị mấy được nóng nắng và để sang chọn comma chẳng lục comma cháu và check một lần tiếp theo thôi nhé. Bên đây thay lại nó còn là tệ tương cả set permission để xem xét những ai chủ còn ai add vậy. Này, everyone lục cháu và bộ cần đặt tục thứ vì admin này thế được không cả xe thấy bên đây thằng đẹp xí anh bự bàn và chẳng user one hỏi thầm read và user two read user one full và những ai công nọt cái nâng của bạn được có dân cho được không security team của bạn là security tab rồi mà đây dân ai share specific tất cả user mùi nào các bạn nó không có share dân ai miền vị trí tràn dân còn add cho mất everyone được có find people mà chẳng find people mất check user one add cho chắc như đăng tham bản thân chia user admin thế cứ add up bán này chắc là bản thân chia check thấy user thử cho mua những đề tập đa được có object để dùng làm được ra đó từ vì mình rằng là và những ai property này mà đón tiếp hay dùng cho được không security
nó cứ xong khăn này và nó có nông limit sức ở về asset folder và cho những ai edit về nó hay change capacity để trong tình năng full control modify read execute list folder content and read và chẳng để trong full cứ về admin sức to apc bán modify còn là ao update if same thế và read and execute và những ai cài về mà chúng luôn được có cả hai ta execute từ lưu file là bạn hay mình list content mình sẽ thành delete content read còn là read bạn chẳng dừng cho được không check name đây vì mình sạp nữa và hay ok mà và chẳng ai sắp đi ở chẳng như đo sạch ở việc bàn trăm này và mình read write specific HR mà chẳng chẳng như ai cầm nọt sạch ở việc và chẳng user 1 ai sạch đưa user 1 và apply và xin dừng thì vì họ cứ dừng apply với tới hay dừng add cho cái apply lại nữa chứ còn edit về tới bây giờ chỉ outset tôi được có thông được có mình read write dừng add cho edit về đó thì à lại những cái trong phía trên này có đăng ký share folder tại căn user tập này và ok chẳng dừng năng cho bắt đầu tiếp và verify là quên ta dừng xe tạo user là khóa dừng cho được khả năng sharing và chắc nhận khơi nhé để tôi xe và cứ ai chỉ thêm tạo user là khóa dừng nhận khơi dừng cho được khả năng advanced sharing nó khơi nhé anh cứ part bảo vệ ok tại tương ca chain name computer của full computer name cứ về mình tên chẳng nhầm thời chain về tích của mọi của bạn trăm page nhưng còn là đặt win sơ đập pi tới ba đó được còn đặt clay trên nắng của bạn này ba nghi sơ đôi trăm ba và đã domain nào được đại thì của nhầm xong phải chạy tha domain và sân dương miền pi domain được ai chưa ở computer nó start được cái domain mới nè và được cái cài và cài user chẳng ở về chưa được domain bàn và chẳng nhầm nhầm đặt clay thế cứ Windsor copy như sau nè Windows Server 2012 và chẳng chi gì mà clay là mình như sau chạm ok tới viên đang tìm tiêu restart làm bị plug đồ chain name rồi bảo vệ là restart cần là restart dương thời ca peer về phân tích đá của việc thời ca stop nơi service hay đang run nơi service chán hay dương ai chưa rồi restart letter các bạn nè làm bị dương thời ca exchange tiền và cái we stop service và của service dương tích tôi như là thế miền ta ad hay đừng dns dns dương là toàn mạng configuration đấy dương đừng configuration ở mail liên bật toàn tiền chẳng xâm rạp mê riêng dương đấy xâm rạp mê riêng dương xâm mơ phóng và này còn dịch ca ăn vọt một tháng ok testing cho môi những client nhưng mà Windows 10 nó được có Windows three same version same các bạn nhé. Đây computer của nhóm cứ đặt Windows 10. Chắc nhưng check meta ta Windows 10 đang ban join được màn hai nè. Mà đặt thống zoom mới. Ok, lock cho. สำหรับ strong password นี่ยังถือ GM จำพวกเบีย
chăm hỏi nâng xa phục đà chẳng strong password thì hiện một mà anh thích kê của tòa bì lọc châu hãy dư nâng chết mơ đu mèn mà đoàn tiết chmô công chờ mà đoàn tiết và đồng bây giờ make sure tha ta công chờ nam chmô A và đừng mang dân chú ấy nhé, vì bạn cài phải hỏi ấy. Và em tỏ mở dân cho tầm mơ client mở dân. Chừng ai protein lưu đi PC các bạn ấy. Và rồi cô dân vì comment tầm đoàn tới system màu bị ta sysdm.cpl và nó cứ cặp như thế chẳng vậy chẳng viết thật nó không peer to peer nó là cái work group à chẳng dân cho từ cho anh nhé bạn ấy muốn đăng cho anh cái dân thử set up IP address đầu viên server hay đăng client ở thật nó không rèn tại mũi và ở thật nó không rèn tại mũi rèn tại mũi mình nên thang group tại mũi rồi có LAN tại mũi và cái nào LAN rồi có IP lệch network address, né? Network address, xem như thế chẳng vì ở ai join mà nên chẳng những check IP và check hai năng game set IP cho ai server hai năng client đấy và chẳng nhập vào class C mà rồi cái IP mà rồi học vậy check mũi cứ IP, xem ra server do việc thôi chỉ DNS làm đó và bạn ta xem ra prefer DNS này dùng đặt IPC các bạn này nè từng học này xong bật chia tha IP smart nâng host IP mình này tha cứ chia ID ID xem ra host mùi mùi xem ra device mùi mùi bạn ta xem ra network ID cứ xem ra mùi rễ cùng mùi group và chẳng lại này nhầm đặt lệnh mùi bạn ta xem ra nè từng học này đặt lệch xem các bạn này vì thật nó không rèn tại mũi ai dân bạn được trẻ thá IP robot server recording ảnh cứ lệch mùi và đọc về xâm rạp client với cứ dân thử ta đã rèn với ai đôi cái này đã từ dân ai cho những mạng bạn và cho tờ comment của bạn nó có click hàng xlam cho được nông setting cho được nông SNET được có cơ hội tha chain adapter option và double click được click hàng xlam vào property về tới và đã rèn ở đôi kia tới anh ấy cái hai thằng network rèn đôi kia rồi còn network address đôi kia và đã lệch p của bạn lệch man của bạn chỉ lo được nông nào và chính chúng ta gateway p hạ buồn còn tại đây lại này cứ sầm khăn sầm đập prefer DNS cái mình này thay IP và server mấy cứ thử đặt lại nè đầm bay nghe xua join từ cán domain và cái nào call với lại nó cứ dừng join nhập mà này ok dừng ai testing nó bây giờ dừng đặt IP hay dừng testing mình mấy cứ testing connection đây pra protocol mới ICMP ping về tới và sản dịch ping chụp chơi hết ok bên đấy và ping mình chụp chơi thế nhưng miền cả này chắc là trả năng mình trả bao nhiêu thì mỗi gateway TP cả hai tha firewall ta song kháng bật hai nơi bật miền này thả báo cho rõ và cứ bật firewall cứ báo cho rõ hỏi traffic trên châu bàn và chẳng dương ping ập toàn đà thế dương ping từ lệch p mình là cái ảnh á chẳng dương chain cho từ chain firewall hay firewall mà dương miền p mỗi cứ firewall bằng window mỗi tiết cứ firewall bằng on t của nó có nông window tháng vì miền defender nữa có vì miền firewall mỗi đài và đã dựng đó sai từ lưu firewall defender sân và ok tại dân châu được nông server dân make sure thả tá ai ping châu mà ba nờ ok cái nhé giờ còn là bật
firewall cũng như traffic ai châu một bà này đầy lái dừng ai tè bì client the wing ICP của CMD nữa bà ping dừng đã ở nhà đỏ thì đi mình nên trả ở việc retry cho hồ tập bì dừng bật bà bà cứ châu đấy dừng ai make sure từng song khang hái dừng ai join bà này bà join domain nó cứ sống khăn á sống khăn mà tên bà xanh chi dương ọt chói mình nên thật đối dương nơi cậu cồng dân dương ok nhưng bà trẻ chồng nói nhưng nó tiếp tại tôi nên bà khát bà dương thời chưa rưu rưu đối kia phố viêm vé là bây giờ dương set up máu cơ viên mình chỉ tụ tới mình nên khát one and network card a cứ vì xâm call tên lưu host hai nâng nạt bà chẳng dương change lại ní tới chia host cứ network card lệch mối cứ host only mình nên ta make sure à pi nâng cứ ao vì ai tầm nợ tầm nâu để bàn bà chẳng dương ai châu ní anh ấy chạy tương là nâng ca add window add team xem xế những ai ta ra mình bay page nè mình này thật bay một measure thì mỗi cứ tam comment và tam comment có đôi chia tam dừng click thằng xa nằm lượt đi PC thấy trang viết đôi kìa và dừng phụ bình password domain và dưới hay là username domain và dưới tp cứ dương cho tôi không setting ở Windows hay giờ còn lại tới dương I add domain bàn được cái này thế này cứ message TP và hai message TP bay nó cứ chạy thông từ năng PowerShell chạy thông từ năng comment chẳng xâm rạp server call về hạ thạp rạp ra CLI command line interface tràn trên GUI đã bây dương họ ngay cứ dương pra cái hai ta server desktop local server GUI cứ nghe xuống nó có nông ca click nó lửa interface HTMC nhưng mà chẳng việc nghe xuống ok chẳng chen hai dương ai ảnh là vọt với ta tam nó dương ai pra pra comment các bạn và CTM dot CPL CPR và enter tới vì đừng khơi work group này chẳng còn bị chạy ta work group cứ start nó khóng peer to peer đọc về domain cứ start nó khóng phần network server bank của hai ta server client cứ dừng cho tự khóng được nên nhóm cancel nó cứ đầm bay ao dừng nghi sử dụng còn là click cancel lắm nên lượt this PC tới dừng ai join mà được cái và join tới và dập trang setting tỏ mất dân khơi nha vì vừa group chẳng dân trang vậy và này để tâm ca trang nó cứ mình member of hay là vừa group chẳng dân chọn cho anh ta ná cứ giữ chưa được domain mà giữ và ok và to bị dân ok tìm tìm username nâng password bỏ domain và chẳng cứ administrator hay là strong password thì dân bạn đã ở viên nâng máu và lực cân ông administrator cứ chăm bách chỉ dùng đặt strong password mà không phải đặt low password để nghe số về mà và topi welcome domain hỏi cứ việc tiền tiền restart được cái này đảm bảo refresh là service bảo vệ restart giờ đang chăm tích của nơi con ông ca restart máu cứ dương thử làm mở connection việc đã cháy chắc là bây đây vì client app làm với được câu việc đầm nạ ca với connection ý thời cả đã trở bàn top shop với cô reply với đã mà chẳng lại nếu như nhóm đã password mình này thay username rồi bỏ local sân ở toàn pra username rồi bỏ domain thế
mình thấy user volume ở toàn màn phần này cứ user của client desktop cái hạt là user local và đang nơi miền cao ấy dân đang user đại dương bàn bằng cao nơi con ông OU ni môi mối được có khá là Rajana support nơi cao cục cổng user tới tam cả riêng chom robot thả ban môi môi chẳng còn là bắt tỏa bây giờ join hả restart hả mình này thả PC môi nắng cứ vì thật nơi con ông member robot domain nắng vấn tải và sân chia dương pra nơi user đại chia local user có viết thật là cái domain này và cứ dương trời tại pra user đại server rồi có domain controller nữa chỉ nhận bằng card ao và cái này dương ad pra tới mình thật data được ăn cứ via ad store là cái user robot domain này và nếu như con trong trẻ tha vía chụp chơi nó có nông cả cho dùng mẹ hỏi và nãy giờ nữ pra dù sửa rồi có ô dù tiết bán xong ốc côn xong rạp cả tạm đàn video và chẳng nhìn trong ngọt ai xua một thang tiết và ốc côn trả